Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với chuyên là Hùng xe hơi. Thì song song với việc làm về giá xe, báo giá tại tỉnh địa phương cụ thể thì tất nhiên rồi thì em vẫn có review và đánh giá qua những cái mẫu xe mới đang khá hot. Chắc là quay lại thì chúng ta sẽ đến nhanh với con Ranger Wildtrak đi. Đây là phiên bản hai cầu số tự động. Nó chỉ thua Ranger Raptor thôi. Nhưng tuy nhiên thì về bán tải thì đây cũng gọi là phiên bản cao cấp nhất rồi. Ranger Wildtrak 2021 thì cũng đã trải qua 3 đời update rồi, giống như Ford Everest bên cạnh ở đây. Thì mình cứ đi lần lượt nhé, đầu xe, thân xe, đuôi xe và ngoại thất. Ranger Wildtrak 2021 thì chúng ta sẽ thay đổi gần như là nguyên về mặt ca lăng và một số chi tiết xung quanh xe, ví dụ như là những tính năng, ví dụ như là những chi tiết của mạ chrome thì chúng ta sẽ thay hoàn toàn bằng nhựa đen nhé. Đấy, mặt lưới tản nhiệt mới. Đấy. Giống như các dòng xe thể thao như Vios GRS hay Honda City RS thì đa phần những dòng xe mà mang thiên hướng thể thao chúng ta sẽ trang bị chi tiết nội thất sơn nhựa đen. Về phiên bản này thì nó sẽ hay hơn trên Everest là chúng ta vẫn còn nguyên cái phanh radar nhé, Adaptive Cruise Control này, cục radar các bạn có thể thấy trên màn hình. Đó, cái này thì chúng ta lắp biển, chúng ta lắp cao lên một chút thì không vướng vào cái radar. Cái thứ hai là hệ thống giữ làn đường. Đấy, chúng ta sẽ có một cái camera hồng ngoại ở trước gương chiếu hậu này. Em quay thì nó hơi khó nhìn. Các bác ra xe nhìn thực tế nó sẽ có một cái cam nhỏ ở giữa gương chiếu hậu ấy. Hệ thống đèn thì tất nhiên rồi. Wildtrak thì từ lúc của ra mắt, trên lần nâng cấp thứ hai chúng ta có đèn pha cốt là full LED rồi. Đấy, trước là bóng tròn projector halogen, nhưng bây giờ chúng ta toàn bộ là pha cốt đèn sương mù là full LED nhé. Cảm biến trước, cảm biến góc đầy đủ. Đấy, các bạn thấy không? Hiếm hiếm có cái chiếc xe nào mà có đến 6 cảm biến phía trước luôn đấy. Đấy, cái này thì nó hỗ trợ cho cái tính năng lùi đỗ xe, ghép chuồng tự động. Về cơ bản thì chúng ta có một sự thay đổi khá khá về ngoại thất. Cũng rất may là không cắt bớt gì về phần phanh radar khoảng cách trên Everest. Ở thân xe thì đây, các bạn có thể thấy này, la răng kích thước vẫn vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một bộ la răng sơn đen nhá, đen toàn bộ luôn. Đấy, ngày xưa Wildtrak thì cái la răng nó sẽ là la răng màu bạc. Đấy, một các bạn nếu mà cần ấy có thể xem lại cái video mà mình đã quay vào thời điểm trước. Rồi, la răng đen, thể thao rất là nhiều. Chúng ta có luôn chắn bùn nhá và bật lên xuống. Xe thì đã được trang bị luôn chìa khóa thông minh cảm biến. Đây, chìa khóa của Wildtrak đây. Các bác khóa xe thì ở bên ghế lái hay là chỉ cần dắt chìa khóa túi quần thôi, thì chúng ta cứ mở cửa sẽ có cảm biến nhận diện chìa khóa ngay, không cần phải bấm gì cả, khá hay. Vẫn có thanh giá nóc thể thao nhé, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan. Một chút thay đổi về tăng tính thể thao thì chúng ta có cái thanh thể thao này, trước là sơn trắng và vàng, thì nay toàn bộ là sơn đen rồi. Đẹp hơn hay xấu hơn thì chắc là tùy mắt người. Ở phía sau của Ranger Wildtrak thì có một điểm trừ hơi đáng tiếc là cái đèn ở trên này, chúng ta là đèn halogen nhé, các bạn nhé, nguyên bóng halogen này. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số điểm cộng như là cái thanh trợ lực trên phiên bản Wildtrak của Raptor. Đấy, các bác mở ra này, mà nâng lên thì rất nhẹ. Nó có thanh trợ lực lò xo ở dưới này. Ở riêng dòng Wildtrak hai cầu thì chúng ta trang bị luôn được lót thùng cao su nhé, cái này là nguyên bản theo xe. Phía sau thì vẫn trang bị camera lùi 4 cảm biến. Đó. Lốp cho sau thì hạ dưới gầm không quá thô. Rồi mình đi vào khoang nội thất xem như nào. Nếu mà các bạn hay tìm hiểu về xe Ford và thích những cái tính năng công nghệ của Ford thì năm vừa qua cũng sẽ hơi buồn một chút, thì đa phần những cái update của Ford Việt Nam thì hướng tới cái thực dụng cho người dùng, tức là làm sao mà chiếc xe nó hài hòa nhất về mặt kinh tế. Đó,
Trên phiên bản hai cầu này chúng ta vẫn có đầy đủ nhá, đèn chiếu sáng này, tự động này, tự điều chỉnh góc chiếu này, thủ công có, tự động có này, gương gập điện này, chỉnh điện này, vô lăng bốn hướng, và chúng ta vẫn có Adaptive Cruise Control nhé. Cái tính năng này là như nào, tức là tự động giữ khoảng cách với xe phía trước, và khi xe phía trước lùi chúng ta cũng sẽ giảm tốc độ. Bạn muốn vọt lên khi đã cài Cruise Control thì chúng ta xi nhan và xe nhận diện, nếu như phía trước đủ điều kiện an toàn xe sẽ vọt lại về cái mức Cruise Control bình thường. Điều khiển đàm thoại rảnh tay, ok. Trên phiên bản này chúng ta sẽ không còn cái lễ chuyển số nữa nhé, mà chỉ có Wrangler Raptor thôi, vẫn đèn nổ thông minh. Cái điểm tiếc nhất mà mình phải nói ở trên Wrangler WhiteCheck là cái hệ thống chống ồn chủ động. Chúng ta chỉ còn một cái mic điện thoại ở đây thôi, chứ không còn hệ thống chống ồn chủ động nữa. Đấy, còn cái bộ camera hồng ngoại này, như mình nói này, nó sẽ ở bộ này này. Đấy. Hệ thống giữ lệch làn đường, chúng ta sẽ có bộ vi xử lý và camera mắt giám sát ở đây. Đó, màn hình 8 inch, Sync 3.4, khá là đẹp và thoải mái. Cái này thì thật ra các bác nào mà để ý hay xem công nghệ thì nó cũng còn một vài tính năng ẩn nữa. Đấy, các bác cần như nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua là đính kèm trên video. Rồi, xe thì là xe hai cầu, nhưng mà nó khác với Everest là hai cầu toàn thời gian. Ở đây chúng ta có thể tự lựa chọn cái chế độ đi nhé, một cầu, hai cầu, hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Đấy, các chế độ lái, khóa vi dai cầu sau, cân bằng điện tử, cảm biến, một cổng sạc USB và một tẩu sạc 12V đi kèm với một cổng sạc phụ USB trên này, điều hòa tự động hai vùng. Nếu mà các bác để ý ấy, thì trên Everest cũng bị cắt mất cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai rồi, cái này khá tiếc. Tuy nhiên thì ở trên WhiteCheck thì chúng ta không ảnh hưởng nhiều lắm, và chúng ta vẫn có một bộ ghế da đẹp, theo mình là đẹp hơn Wrangler Raptor, vì Raptor nó da pha nỉ, nó thể thao quá. WhiteCheck thì chúng ta vẫn hướng đến là khách hàng có nhu cầu về sử dụng xe bán tải, vừa đi ngoại giao vừa đi phục vụ công việc. WhiteCheck thì nó là đẳng cấp nhất rồi. Đấy, xem hàng ghế thứ hai nào. Ghế thì chúng ta có ghế chỉnh điện nhé, chắc chắn rồi, xe cả tỷ thì chắc chắn là ghế chỉnh điện rồi. Phía sau hàng ghế thứ hai thì tất nhiên là sẽ khá chật, chúng ta sẽ có một cổng sạc AC 3 chiều, một cổng sạc 12V, và tất nhiên rồi cái bộ sơ cua lốp dự phòng nhá. Thì đâu rồi nhỉ? Chúng ta sẽ kéo cái, giúp em kéo này, kéo cái ghế dây rút ở trên này. Đó, sơ cua lốp dự phòng này các bác ở trong này, sau lưng này nhá. Rồi, đây xe mới thì các bác thông cảm giúp em là cũng không ấy quá. Có một, chúng ta vẫn có bệ tỳ tay và khay để cốc ở đây nhá. Xe mới hoàn toàn chưa bóc ni lông. Giá thì hiện nay thì mẫu xe này đang có mức giá niêm yết là 925 triệu đồng. Mình xem qua động cơ này. Năm nay thì không biết là cải tiến này có hết chảy dầu không. Thì nói thật là như em biết được thì phía nhà sản xuất cũng như là bên bán hàng như bọn em thì cũng được thông tin là xe 2021 gần như chắc chắn là sẽ không có cái lỗ chảy dầu trục cam. Lỗ chảy dầu trên động cơ. Đấy, động cơ thì vẫn động cơ biturbo thôi, 213 mã lực, 500 Nm. Cái hay của Ford so với các hãng khác ấy thì là các bác nhìn này, cái phần cách âm này, gioăng cao su này, máy móc làm rất đẹp, rất cẩn thận luôn. Đấy, cái hay của Ford là như vậy. Động cơ này thì vô đối rồi, quá to quá khỏe. Giá thì hiện nay em nó đang niêm yết là 925 triệu đồng. Tùy vào từng thời điểm, sâu nhất thì em để ý là như thời điểm này thì em sẽ bán được khoảng từ 25 đến 30 triệu tiền mặt và có thể đàm phán thêm phụ kiện. Và các bác nào thì có nhu cầu cần tư vấn thêm về phiên bản Wrangler hay chưa rõ những cái tính năng chưa WhiteCheck và mức giá bán cần tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng qua live kèm trên video. Hy vọng quý khách hàng tiếp tục ủng hộ kênh, vì sắp tới em còn rất nhiều chuyên mục như xe cũ và giá xe mới nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.